Chúng ta phải mong muốn để được thánh khiết. Chúng ta phải khao khát để nói rằng: Chúa ơi, chúng con không muốn yêu thế gian này hoặc những điều thuộc về thế gian. Con muốn yêu mến Ngài. Con không muốn đi theo thế gian hoặc những điều trong thế gian. Con muốn bước theo Ngài. Vì cớ sự hiện diện của Thánh Linh Ngài quý giá hơn tất cả những gì thế gian mang lại cho con. Nếu không có sự ăn năn thật sự trong lòng, đừng trông mong Đức Chúa Trời ban lửa của Đức Thánh Linh. Hãy khao khát nói rằng: Chúa ơi, con quyết định từ bỏ tội lỗi để bước theo Ngài. Ăn năn không có nghĩa là xưng tội mình ra rồi lại tiếp tục sống giống như trước. Sự ăn năn khiến bạn sinh kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Điều đó nói lên sự thay đổi trong cách sống của bạn. Đây là một tin tốt lành. Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta quá lớn lao, đến nỗi khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thế cho chúng ta. Tin lành là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng Báp-tít làm báp têm bằng nước cho sự ăn năn, nhưng Chúa Giê-xu dìm chúng ta vào trong Đức Thánh Linh và lửa. Khi Đức Chúa Trời báp têm chúng ta bằng lửa, Ngài tuôn đổ tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta. Roma đoạn 5 câu 5 nói rằng: và hy vọng không làm chúng ta hổ thẹn, vì tình thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là đấng được ban cho chúng ta. Và điều này biến đổi đời sống bạn, làm say đắm tấm lòng của bạn. Từ Chihuahua, Mexico, thanh niên Mexico thuộc về Chúa Giê-xu.